sắc thùng thùng chén chén hân hoan. Lá hoa màu xanh tươi khoe duyên, nghe hương xuân nồng lên đôi má thắm. Ôi mùa xuân đang đến trên quê mình. Mỗi khi bông giấy ra hoa, anh sẽ dành riêng hoa bông giấy này. Mỗi mùa như vậy, anh sẽ hái vô cắm cho riêng em thôi. Anh hứa rồi nha. Nhưng mà với em quan trọng là phải giữ gìn sức khỏe, để mỗi ngày có sức mà chờ hoa, ngắm hoa và hái hoa cho em đó. Anh không cần đâu. Có em rồi á, anh khỏe gấp 10 lần. Đi anh. Người ta có bạn có đôi, còn tôi lẻ bạn một côi một mình. Một mình ấy nói một mình, có anh bên cạnh chúng mình thành đôi. Tạ na 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 na. Phải chi mà người ta nói với tôi câu này á thì hay biết mấy. Nhưng mà bây giờ á, tôi đẹp á thì được cái gì? Đâu có được gì đâu. Bây giờ anh nói cho Mơ nghe nè, những bông hoa đẹp trên cuộc đời này có để làm cái gì? Để tô đẹp cho cuộc đời, tô đẹp cho người. Mơ là một người phụ nữ rất là đẹp, anh nói là thật lòng của anh, thấy không? Mơ xấu là anh nói xấu, mà Mơ đẹp là nói thiệt là đẹp thật đó. Phải chi câu nói này mà ghi nói với tôi được như vậy? Anh nói cho Mơ nghe nè, ở trên cuộc đời này Mơ sẽ không tìm được bất cứ một người đàn ông nào có những lời nói thật lòng tự trong lòng mình ra đâu. Mơ rất đẹp, mặc dù sắc đẹp của Mơ không được đại chúng người ta công nhận vậy, nhưng mà trong lòng của anh, trong lòng của anh, Mơ là một cô gái rất là xinh đẹp, rất là tuyệt vời. Phải chi câu nói này mà ai kia nói với tôi thì còn hạnh phúc gì bằng. Đừng khóc mà, đừng khóc mà em, lau nước mắt đi em. Đây là khăn ấm tình người đó em. Nàng buồn mà ai nấu bún bò Huế vậy? Đâu có ai nấu đâu, em nghe mùi ở đâu vậy? Anh mới ăn đó. Ăn ở đâu? Anh ăn ở ngoài đầu đường. Vậy sao nghe mùi ở đâu đây nè? Anh mới chùa miệng mà còn dư âm. Hái trời đất ơi, thằng trai già mắc nết. Đi liền giùm cho tôi đi. Biết không xài nữa hả? Bực bội không à? Xài thì cất. Bé Phụng, sao giờ này mà còn ngủ vậy con? Thức dậy đi nè. Sao bị ho vậy ta? Trời ơi, sao nóng dữ vậy nè? Phụng ơi, Phụng, Phụng ơi, Phụng ơi, Phụng, Phụng ơi. Mọi người ơi, mọi người, cả nhà ơi, bé Phụng bị sao nè? Mọi người ơi, vô coi bé Phụng giùm em đi. Sao vậy con? Phụng ơi, đừng có làm cô sợ. Phụng ơi, cô Tuyết ơi, sao nó nóng dữ vậy nè cô Tuyết? Con nó sốt quá. Nó nghe nè, con nó sốt mà con đắp mền như vậy nó sốt dữ lắm. Vậy bây giờ mình phải làm sao đây cô Tuyết? Bình tĩnh, bình tĩnh. Bây giờ nè, nghe lời cô, đi xuống dưới lấy một cái khăn và một cái thau nước ấm ấm đem vô đây, cô chườm cho con nó liền lẹ. Mới mình đưa nó đi bệnh viện đi. Quang, cô Tuyết, bây giờ mình làm cái này trước để cha con coi nó làm sao cái đã. Dạ dạ, con đi lấy liền. Sốt lắm anh. Em biết tại sao rồi. Sao vậy? Nguyên ngày hôm qua uống nước đá, ăn kẹo mà em đã nói rồi. Chắc lén ăn nữa nè nên bây giờ mới ho sốt dữ vậy. Đâu để cha coi. Trời ơi, con gái út của cha nè. Không nghe lời nè, uống nước đá nè. Chà, đang sốt nóng dữ à. Sáng mới thấy nó chơi đi mà. Rồi, đưa đây cô làm cho dạ con. Dạ thôi, để con làm cho. Phụng ơi, con đừng bị sao nha Phụng.
có sao nha Phụng. Con tỉnh lại đi Phụng. Con mà có sao, sao cô chịu được? Không sao đâu, con bình tĩnh đi. Con nó sốt nhẹ thôi, do ăn kẹo con nít nó hay sốt như vậy lắm. Ở đây gần mà con, ở đây tới bệnh viện đâu có bao xa, cứ để em nằm đó. Rồi có gì em nhập viện cũng còn kịp mà. Không được rồi, con phải gọi cho anh Lân. Nghe nè, bình tĩnh, từ từ. Có cô Tuyết với chú Hùng ở đây, nó chỉ sốt thôi. Gọi Lân về nhưng mà đừng có quýnh quán nha không, từ từ. Dạ. Anh nè, anh có thấy cái gì lạ không? Lạ là lạ cái gì? Em thấy á, cái hành động, cái cử chỉ của Hà đối với đứa bé này có một cái gì đó lạ lắm. Em nói lạ là sao? Thì em nó bệnh, nó lo chứ có gì đâu mà. Không đâu anh, anh thử coi lại coi. Hà là một nữ nhà văn nổi tiếng sống ở Sài Gòn, tại sao lại xuống dưới đây ở cái vùng như vậy? Rồi cái hành động của một người phụ nữ lo cho một đứa nhỏ, nó không hẳn chỉ là một cô cháu. Em từng là một người mẹ, em từng bỏ con, em nhìn thấy được sự liên kết của người mẹ với đứa bé. Nó có một cái gì đó rất là đặc biệt. Trẻ con cũng mau lắm, chịu khó chườm nó cũng giảm sốt rồi, anh thấy không? Được rồi, anh sẽ có cách làm sáng tỏ điều này. Cha. Sao? Cha, Út Phụng nó làm sao rồi cha? Nó có bị gì không? Trời ơi, em nó bị cảm nắng thôi. Cảm nắng bình thường thôi hả cha? Ừ. Trời ơi, mừng quá. Mấy nay em nó cũng mệt rồi, để cho nó ngủ. Ủa mà cái này ngộ nha cha. Ngộ gì? Sao tự nhiên chị Hà lại sốt sắng chăm cho con Út nhà mình dữ vậy? Đáng lý ra cái nhiệm vụ đó phải là của con, con mới là chị của nó mà. Sao kỳ dữ vậy cha? Thôi con à, nhiều khi chị Hà là nhà văn, tình cảm người ta giàu dạt lắm. Con cứ làm như cha dặn đi, nghe chưa? Con biết rồi. Ngộ thiệt trời, làm gì mà sốt sắng dữ vậy? Con nghe cha nói chưa? Mẹ Phụng ơi, con ráng lên, cô Hà thương. Bé Phụng à, bé Phụng sao rồi? Bé Phụng à, bây giờ chỉ còn sốt nhẹ thôi, nó ổn rồi. Nghe em gọi thì anh lập tức chạy về liền. Cái này chắc là thay đổi thời tiết cho nên nó bị dị ứng. Thôi không sao đâu, cũng may là bé Phụng không sao, chắc vài ngày đã sẽ khỏe lại. Thôi được rồi, bé Phụng cũng ổn rồi, anh về phòng đi, em lo cho nó được rồi. Không có được, anh muốn ở lại đây thêm chút nữa. Em đã nói là anh về phòng của anh đi, anh ở lại đây là muốn gần gũi em chứ gì. Em đã nói với anh đó, là anh đừng hy vọng gì về chuyện của hai đứa mình nữa. Đâu phải, anh bé Phụng là em của anh mà. Từ nhỏ đến lớn bé Phụng bị cái gì, cho dù xảy ra chuyện gì chính anh là người đưa bé Phụng vô bệnh viện. Không lẽ anh chăm sóc em của anh, hay anh làm gì để cho em ghét anh? Em xin lỗi, em suy nghĩ nhiều quá rồi. Không có sao đâu, mà anh thấy dạo gần đây thấy em hơi ngộ ngộ ha. Thank you.
ráng khỏe lại nha. Con muốn ăn gì hay mua gì, cô Hà đều sẽ mua hết cho con. Chuyện này là sao ta? Trời đất, từ từ con. Cha, cái gì cha, vậy? Lẹ đi cha, có chuyện gấp nè. Cha coi nè, cha ngồi xuống đây nè. Cha coi đi. Nè, cái sợi dây này là của con Út Phụng, cha nhớ không? Nhưng mà con nhớ rõ ràng là cái sợi dây chuyền của Út Phụng á, nó đã làm mất cái hộp này rồi. Sao tự nhiên bây giờ con lại kiếm được một sợi dây y chang, còn nguyên cái hộp luôn nè. Vậy là sao hả cha? Đúng rồi, sợi dây của Út Phụng đi mà. Trời ơi, con ai mà khóc dữ vậy ta? Khóc hoài chịu nín vậy? Kỳ vậy? Ủa, xóm mình có ai sinh con vậy ta? Ở đây toàn là những người lớn tuổi không mà, đâu có thấy ai bầu bì gì đâu. Hả? Ý trời, trời đất ơi, ở đâu ra vậy? Trời trời, con cứ để cho bé Phụng nghỉ ngơi, chú có chuyện muốn nói với con. Con ra liền nha. Dạ. Tôi như dự cảm được một điều gì đó. Có thể điều tôi sắp phải đối diện không hề dễ dàng gì. Có thể đồ thị cuộc đời tôi đang ở đỉnh cao của niềm vui, và giờ nó đang đi dần xuống tới đáy của nỗi buồn. Dù là chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, không phải điều tốt nhất mà mình nên làm cho cuộc đời này là đối diện sao? Chuyện này là sao vậy hả? Năm đó còn chỉ là sinh viên năm ba thôi, cha của bé Phụng không nhận con,
và bắt con phải bỏ đứa bé. Nhưng con không nỡ. Con đã bảo lưu năm học hết một năm. Sau đó thì con đã trốn từ Sài Gòn về đây để dưỡng thai và sinh con. Con cũng tính là sinh bé Phụng xong con sẽ ẵm bé Phụng vô chùa. Chú biết chuyện này đối với một cô sinh viên năm thứ ba thì chẳng dễ dàng gì. Con mới sinh bé Phụng được 2 ngày, con mới ẵm bé Phụng vô chùa. Tình cờ đi ngang qua hội chợ chỗ mà chú Múa Lân đó, thì con không hiểu gì sao lúc đó bé Phụng khóc nhiều lắm. Tự nhiên đi ngang qua đoạn lân của chú thì nín và rất là ngoan. Mạng múa lân của chú cũng làm cho con bị lôi cuốn. Chú biết không, trong lúc mà con đang xem múa lân, con thấy mọi người khen chú nhiều lắm. Mọi người nói chú là người tốt bụng, và những đứa trẻ mồ côi đều được chú đem về nuôi. Con biết chú là người tốt, cho nên con nghĩ đó cũng là một cái duyên của bé Phụng. Cho nên con quyết định con để bé Phụng lại ở đây cho chú. Có gì đâu con. À nhưng mà cũng thiệt lạ nghe, khi mà chú nhận được bé Phụng rồi ấm trên tay, thấy có cái gì đó nó thân thiện lắm. Nhiều người biết chuyện khuyên chú nên đem nó qua trại trẻ mồ côi hay là tổ chức từ thiện nào đó. Bỗng dưng chú thấy thắt lòng, nên chú quyết định giữ bé Phụng ở lại. Chú Hùng à, con rất là biết ơn chú. Thực sự con không biết là phải trả ơn chú như thế nào. Chú có biết không, lần này con về đây, ý định của con là sẽ đón bé Phụng đi. Nhưng mà con không biết nói làm sao với chú hết. Con biết chú và tất cả anh em trong nhà ai cũng thương bé Phụng, coi bé Phụng như là ruột thịt của mình vậy đó. Cho nên con không nỡ, con không nỡ nói ra điều này. Con sợ là mọi người buồn. Phụng là núm ruột của con mà. Con có đưa nó đi thì chú cũng chẳng có lý do gì để giữ nó lại. Ở nhà này thì anh em tụi nó coi như chú chẳng cần phải lo cho đứa nào. Đứa mà chú lo lắng nhất là bé Phụng. Nó còn nhỏ quá mà. Chú ơi, bây giờ thì tạm thời bé Phụng ở đây cũng ổn rồi. Nhưng mà theo ý của chú á, con phải làm sao đây chú? Mọi người ra đây đi. Em thấy cái chuyện này là căng lắm rồi đó. Không biết mọi người thấy sao nha. Ngồi xuống đây. Nè, đó ghế đó. Đây đây. Em nghĩ rất có thể hai sợi dây chuyền đó trùng hợp giống nhau thôi. Cái gì mà giống? Em là em thấy nó giống y chang luôn á thì có. Em cũng thấy có lý á. Hồi ổng bé Phụng, cha có nói là cha thấy sợi dây chuyền ở trên người nó. Cha nói không lẽ là người thân để lại để sau này dễ nhận con. Không, không lẽ. Không lẽ. Không lẽ hả? Đúng vậy. Hả? Cha. Cha. Hà chính là má của bé Phụng. Hả? Ừ. Cái gì? Hả? Cái gì? Từ khi Hà vào nhà mình, cha đã có linh cảm, thấy có điều gì đó bất thường. Sau đó thì cha biết Hà vào nhà mình không phải mục đích để giết Văn, mà chỉ là muốn vào để được gần bé Phụng. Trời, cha nói con mới để ý nha. Con thấy chị Hà rất là thương bé Phụng nhà mình luôn đó. Ủa cha, vậy là chị Hà sắp đi xa hả? Anh hai. Hả hả, gì? Giờ tính sao anh hai? Chị Hà sắp đi rồi kìa. Giờ tính sao tao biết, tính sao tao đâu có biết. Trời ơi, thiệt cái tình ông này.
Hồi bằng tuổi con, 28 tuổi, cha đã đem con với thằng Sư về nhà nuôi rồi. Bây giờ từng tuổi này mà con hỏi cha nên làm gì à? Cha thiệt hết ý kiến. Nhưng mà thiệt con không biết làm gì chứ bộ. Hành động đi ông à. Hành động là sao? Hành động là sao cha? Cha nói đúng đó. Anh Hai à, trời ơi, cha đã nói như vậy rồi mà còn không biết tính nữa hả? Anh có phải là đàn ông không á? Đâu, không lẽ là chuyện tình cảm của mình mà không biết giải quyết luôn? Không biết thiệt chứ bộ, ai biết giải quyết làm sao? Lại đây, em nói cho anh nghe nha. Anh với chị Hà với Phụng nữa, ba người ráp lại là thành một cái gia đình hạnh phúc rồi đó. Ông Xuân nói đúng đó. Trong nhà này anh có tình cảm tốt với bé Phụng, bé Phụng cũng rất là thương anh. Vậy thì thử hỏi chị Hà đi đâu để tìm một người cha tốt với bé Phụng như anh đây? Chính xác. Nói đi. Ê thằng này, mày lâu lâu mày tính, tao thấy nó chính xác mày. Còn gì nữa, tất nhiên rồi. Ôi gì mà tao nghĩ hoài không có ra ta. Người trong cuộc sao bằng người ngoài kẹt được? À không, bằng người ngoài cuộc được, đúng không? Ê bây giờ cái gì cũng đúng, nhưng mà bây giờ sao? Cố lên anh Hai, cả nhà bây giờ là ủng hộ anh. Cố lên anh Hai. Cố lên. Ủa nhưng mà bây giờ làm gì từ đầu vậy? Nghe em nè, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ người bệnh. Khi một người phụ nữ đang rất là yếu đuối, tất nhiên lúc đó họ sẽ cần một vòng tay mạnh mẽ che chở của một người đàn ông. Đi liền, vậy là tao biết rồi. Cố lên anh Hai. Má dẫn con đi chơi nha, con muốn ăn cái gì để má mua. Ủa, trời trời, sao mà mới vừa hết bệnh sao không ở trọng nghỉ ngơi mà tự nhiên đi ra đây vậy? Em thấy trời đẹp quá cho nên mới dẫn mấy Phụng đi chơi thôi. Anh Hai, em có cái chuyện bí mật nè. Vui quá, từ rày em có cha già má rồi. Nè bé Phụng, con chỉ có má là má của con thôi, còn anh Lân á hả, vẫn là anh Hai của con. Dạ con có cha Hồng mà. Thôi em dẫn bé Phụng đi dạo chơi nha. Đi đi con. Dạ. Thích không? Nè, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ngón tay với 5 ngón tay nữa là mấy? 5 ngón tay là 10. Chúc chứng của tôi sao rồi nè? Dạ con khỏe rồi. Cha, con có chuyện bí mật nè. Nè, có phải là má của con không? Con định làm cho cha bất ngờ. Trước sau gì mọi người cũng biết mà ha Út Phụng ha. Yeah, từ giờ con đã có cha với má rồi. Giỏi quá à. Thôi được rồi, Út Phụng giỏi quá. Bây giờ chị Xuân không, cô Xuân sẽ dắt Út Phụng đi kiếm cái gì ngon thiệt là ngon để ăn nha. Dạ. Yeah. Đi thôi, đi. Từ từ nha. Lân nè, cái gì cũng phải từ từ. Hối quá sẽ gây áp lực cho con Hà. Dạ, Hà nói với con là Hà sẽ đưa bé Phụng đi lên thành phố. Thì nếu Hà nó có ý định đó thì mình phải tôn trọng thôi. Nhưng mà tại sao phải lên thành phố? Ở dưới quê bộ nuôi không được sao? Lân, cha nói cái này nghiêm túc nè. Con nghĩ đi, bây giờ bản thân con có cái gì để cho con Hà với lại bé Phụng tin tưởng không? Dạ sao nói vậy? Cho tới bây giờ trong lòng bé Phụng con chỉ là một người anh thôi. Ngồi đó suy nghĩ đi. Rồi sao anh không chịu đi ngủ đi? Anh không có ngủ được. Sao vậy? Em nghĩ sao vậy? Em nói với anh á là em đưa bé Phụng đi thành phố. Em với bé Phụng là hai người quan trọng nhất với anh. Rồi bây giờ hai người bỏ đi luôn sao? Anh Lân à, anh còn nhiều cơ hội khác. Bây giờ anh nên quen một cô gái còn son. À
anh có thể cùng cổ xây dựng một gia đình hạnh phúc. Nhưng mà điều này thì em không thể làm được cho anh. Còn son hay không cái gì, em nói cái gì tùm lum vậy, anh đâu có quan trọng mấy chuyện đó. Rồi giờ em tính sao? Em tính kiếm ai làm cha của đứa bé? Anh nói cho em biết nha, từ lúc còn nhỏ cho tới bây giờ, lúc mà cha nhận bé Phụng vô đây, anh là do anh một tay nè, hai tả nè, cho uống sữa nè. Rồi bị cái gì, anh chính là người đầu tiên đưa bé Phụng vô bệnh viện. Thật ra cái cách gọi anh hay là cha chỉ là xưng hô thôi, có gì đâu mà quan trọng. Lẽ ra em không nên nuông chiều cảm xúc của bản thân mình. Anh biết là khi mà có tình cảm với anh, đáng lẽ là em phải kiềm chế cảm xúc của bản thân lại. Thực sự là em không biết vị trí của mình ở đâu. Bây giờ em lại gây ra cho anh biết bao nhiêu là chuyện khó xử. Hà, không có cái gì là khó hết. Anh sẽ làm cha của bé Phụng. Anh hứa với em, anh sẽ làm được, anh sẽ chứng minh cho em thấy. Anh sẽ lo cho em và bé Phụng, anh sẽ chứng minh cho em thấy thiệt. Tin tưởng anh đi. Rồi, tới nơi rồi. Bé Phụng ăn gì anh hai mua nè? Em muốn ăn kem anh hai ơi. Ôi ôi, mới vừa bệnh xong, ăn kem, đau cổ họng đã biết chưa? Em không chịu. Rồi, thôi được rồi. Rồi, bây giờ em muốn ăn kem phải không? Dạ. Vậy giờ kêu anh hai là ba, rồi kêu cha Hùng á là ông nội, hiểu không? Dạ, sao lại gọi anh hai là anh ba? Gọi anh hai á là ba, còn cha Hùng á là ông nội, không phải anh ba mà là cha. Em không chịu đâu. Chịu đi mà, cái đó cũng chỉ là cái tên thôi. Mình gọi á là gọi anh hai là cha ha. Rồi á hả, bé Phụng muốn ăn bao nhiêu cây kem anh hai cũng chịu. Rồi mai mốt bé Phụng đi học anh hai cũng chở luôn, chịu không? Chỉ vậy thôi vậy ha. Anh hai có đi mừng không? Hả? Em thấy cha của mấy bạn trong lớp đều đi mừng, còn anh hai không đi mừng gì hết. Thôi, mình vô lấy kem ăn ha. Dạ. Dạ, đi vô. Bé Phụng, sao con lại ăn kem? Con có biết là con mới hết bệnh không vậy hả? Không phải lỗi bé Phụng đâu. Cái này là anh thấy bé Phụng thèm kem quá cho nên anh mua thôi. Anh đó, tại sao lại mua kem cho nó ăn? Nó mới hết bệnh mà. Nè, cầm đi. Hả? Đi, mình đi về con. Anh trời. Nè, hai anh, chị Hà chị sắp đi rồi đó. Hai người tính coi coi làm sao. Đặt trường hợp làm coi. Em là chị Hà, coi em có ở đây không? Trong khi không. Công việc ở đây á, đúng rồi, công việc ở đây không ổn định, mọi thứ rất là bấp bênh, không đảm bảo được cuộc sống của chị, làm sao chị ở đây được, đúng không? Nhưng mà em thấy ở đây nhà mình cũng vui vậy. Mặc dù là hơi bấp bênh thiệt, nhưng mà hả, ở đây đông người nè, mấy anh chị em nhà mình vui muốn chết luôn á. Ngày nào mà không cãi nhau chí chế, hạnh phúc muốn chết luôn. Bé Phụng nó ở đây nó cũng vui nữa. Hạnh phúc như một gia đình vậy hả? Gia đình kiểu nào? Rồi không lẽ giờ Út Phụng nó ở đây, rồi nó kêu cha Hùng, mẹ Hà hả? Chỉ có một cách, đó là gả chồng cho chị Hà. Chị Hà mới ở đây. Ê anh Tư. Hả? Em thi ý của anh được nè. Được hả? Anh hai mình đang quen với chị Hà đúng không? Vậy mấy tụi mình tác hợp cho anh hai cưới chị Hà, cho chị Hà ở đây luôn đi. Không được đâu. Sao vậy? Anh nói em nghe, nam nữ trong thời hiện đại bây giờ á là phải chủ động yêu nhau, tự nguyện đến với nhau. Mà em nhìn ông hai mình đi. Em thấy đó, ổng thì ham chơi nè, nghề nghiệp không ổn định, mà đặc biệt thích đá gà nữa. Chị Hà cưới ổng thì khổ thêm thôi. Hà ơi Hà. Mọi người về kìa, mọi người về kìa. Đâu mà vàng mà dép mà đá mà quăng. Ui trời trời trời. Hà, anh chỉ muốn bé Phụng vui thôi. Bé Phụng, dạ. Đi vô trong nhà đi con. Anh Lân, chừng nào anh mới lớn được vậy? Anh vậy mà chưa lớn nữa hả? Anh lớn xác á. Em nói cho anh biết, anh làm như vậy là anh ích kỷ lắm, anh có biết không? Anh chỉ biết nghĩ tới quyền lợi của anh thôi à. Đâu có. Anh có nghĩ tới bé Phụng không? Anh có nghĩ tới quyền lợi của bé Phụng chứ. Bé Phụng thích ăn kem thì anh dẫn đi ăn kem, chứ anh có nghĩ gì đâu. Anh Lân, từ nay về sau á, em không cần anh lo cho bé Phụng nữa. Nó là con của em, em không để nó thiếu thốn cái gì hết á, để đó em lo. Anh lo cũng được mà. Vậy chứ, vậy bây giờ là anh làm sao cho nó không thiếu?
Anh Lân à, khi anh là một người anh hai thì rất là tốt. Nhưng mà anh chưa đủ chín chắn để làm một người cha đâu. Hả? Gì kỳ vậy? Đến cả cái việc mà có lợi hay có hại cho sức khỏe của bé Phụng anh còn không biết nữa. Không thì trời nắng nóng ăn kem cho nó mát có gì đâu. Không xong rồi. Anh đừng có nói nữa. Anh đừng có cãi em. Anh cãi đâu, nói thiệt mà. Anh không có hiểu cảm giác của em đâu. Anh có biết là em, em rất là khó xử không ạ? Ủa gì kỳ vậy? Trời nắng nóng ăn kem vô cho nó mát mà cũng khó xử nữa. Sanh ba, sanh ba, đi ra coi coi ông hai ổng sao. Đi, mình đi anh ba. Đi, đi. Hai hả? Ê, có gì đâu mà khó xử. Chuyện gì vậy anh hai? Anh làm cái gì mà chị nóng giận vậy? Ờ. Ai mày biết đâu. Thì bé Phụng nó kêu anh hai ơi nắng nóng quá, mua kem ăn cho nó mát. Mua xong cái chữ quá trời luôn, cái kêu giờ chưa lớn nữa. Anh hai à, em nói thiệt nha, em mà là người phụ nữ như chị Hà, em cũng phải suy nghĩ lại đó. Gì nữa? Nhưng mà phụ nữ tụi em sao phức tạp quá. Vậy chứ bây giờ không mua thì bé Phụng buồn, mà bây giờ mua kem ăn thì Hà không có vui. Ủa sao kỳ vậy? Ông không có hiểu kìa. Trời ở đây ơi, không phải là cái kem. Chứ gì? Nè em nói thiệt nha, không phải là anh hai không tốt với chị. Anh hai tốt, anh hai lại thương bé Phụng. Nhưng mà chắc đồ đó đi. Cái gì nữa? Với lại chị Hà muốn anh phải trưởng thành hơn nữa trong cách suy nghĩ và mọi hành động của anh luôn. Em nói anh nghe, người phụ nữ họ cần có một người cha cho con của họ, đồng thời họ cũng cần một người chồng để làm chỗ dựa. Anh phải chín chắn lên mới được chứ. Anh đó, anh coi lại anh đi. Nghề ngỗng thì không có, cứ ôm con gà đi đá gà hoài à. Làm sao chị Hà tin tưởng anh được? Ủa thì ra là vậy á hả? Chứ còn dựa gì tinh nữa? Thần chứ không phải là dựa cái xác của anh. Hở? Ai mà biết đâu, cái gì cũng phải nói thẳng ra chứ. Thiệt tình. Nói chung là bây giờ anh em ở đây á, tụi em chỉ khuyên anh vậy thôi. Còn mọi chuyện anh cứ coi anh đi nói chuyện với lại chị Hà. Chị Hà đi nha. Đi vô. Ê nè. Hỡi thế gian tình là gì, khiến cho có người ta đau khổ u sầu thiên thu. Có mấy ai trả lời được câu hỏi đó, tuy đơn giản nhưng mà rất khó khăn. Trời ơi, yêu sao mà nó khổ quá. Anh vô ăn cơm đi. Anh không có đói. Em vô ăn chung với gia đình đi. Xin lỗi nha, hồi nãy em hơi nặng lời nên làm anh buồn hả? Có gì đâu, sự thật thì mất lòng, nhưng mà em nói đúng hết mà. Thiệt ra không phải là em không có tình cảm với anh đâu, nhưng nếu như em chỉ có một thân một mình thì em sẽ không ngại chuyện gì hết. Đằng này em đã là một người mẹ rồi, cho nên là làm một việc gì em đều phải nghĩ hai lần. Phải rồi. Là anh tệ lắm đúng không? Anh không có tệ. Anh là một người tốt tính, là một người dễ thương. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ. Anh vẫn chưa phải là một chỗ dựa vững chắc cho một gia đình. Anh 28 tuổi rồi, 2 tuổi nữa là nửa cuộc đời người. Chưa có công việc ổn định, lông nhông, lêu lỏng, lông bông khắp nơi, sao mà chín chắn nổi. Anh Lân à, không có lúc nào là trễ hết. Anh đừng có bi quan như vậy. Em à, em nói thiệt hả? Mà nếu anh cố gắng hết mình, em ở lại với anh có đúng không? Anh nên cố gắng vì chính bản thân của anh. Cho dù có em hay không có em, anh còn tương lai ở phía trước mà. Anh chỉ muốn em biết là vì em mà anh thay đổi. Em tính là qua Tết em sẽ đưa bé Phụng lên. Em sẽ cho bé Phụng có một cái Tết sum vầy với mọi người thêm một lần nữa. Em quyết định thiệt sao?
Không đổi được hả? Em xin lỗi. Trời ơi, tưởng đi ra thay đổi suy nghĩ, cuối cùng nói xong cũng đi. Nè bé Phụng. Ủa cha chưa ra hả? Cha. Cha ăn cơm cha. Cha ăn cơm cha ơi. Cơm cha. Ủa, thằng Lân đâu? Ngủ nướng nữa hả? Chắc vậy đó trời, con không thấy ảnh. Chưa ra nữa. Không biết nữa. Sao? Bữa nay đi đá gà sớm bẩn vậy hả? Sáng con ra sân con tập là con thấy anh tập ngoài sân rồi. Sau đó anh đi vô trong rồi mà ai biết đâu. Không biết làm gì nữa. Thôi kêu nó ra ăn sáng với mọi người đi. Anh Chúc Hai anh ơi, ra ăn nè. Trời ơi, gì nữa. Không ra lát hết đồ ăn ráng chịu á. Ờ, ăn cơm đi cha. Ờ, để vô kêu ảnh. Xuân đưa Thôi khỏi. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Trời. Nên anh sống cái áo đâu vậy? Ê, cái áo của em. Cái áo của em đúng không? Tầm bậy. Em cứ bình tĩnh. Áo của em là áo màu đen. Thôi. Áo của anh có một cái viền nhỏ. Thế hôn em quên. Đừng có lộn nha. Áo mới mua phải không? Sao biết hay vậy? Wow. Sida vậy. Thì đồ đã sử dụng. Second hand. Ủa, con trai cha hôm nay đi đâu đẹp vậy? Dạ con có việc này. Kính thưa cha và các em. Không quen nghe, nghe không quen rồi đó. Cái gì lạ lẫm thì từ từ nó mới quen. Dạ kính thưa cha và các em. Dạ cái chuyện là như vậy. Hôm nay con đi xin việc. Hả? Đi xin việc gì? Ghê vậy. Nói cha nghe coi, con xin việc gì? Dạ kính thưa cha và các em, thực ra thì công việc gì thì con cũng chưa biết. Trời, ủa gì vậy? Nhưng mà nghe theo lời kể của lời kể và lời giới thiệu của thằng bạn thân, đây là một công việc mà bất kỳ ai cũng phải dòm ngó. Rồi biết rồi, làm ở trong tạp xí đúng không? Cái gì vậy? Tầm bậy. Cái nghề đó mới có nhiều người dòm ngó. Theo như lời của bạn anh nói thì công việc này là đúng, ai cũng phải dòm ngó và mang trọng trách rất lớn cho đôi vai của mình. Cái gì thấy ghê vậy? Ghê vậy? Công việc mang dự án tiền tỷ. Tiền tỷ luôn hả? Làng hoàng ơi tổ chết nghe chưa? Đồng lắm. Công việc chính quy đàng hoàng. Để kết thúc câu chuyện ngắn gọn, xin phép cha và các em Lân đi làm. Ý lộn, Lân đi xin việc làm. Con cha đi làm nhé. Sao anh hai cứ kêu cha hoài vậy má? Thôi tôi xin phép đi làm. Hả? Anh đi xin việc làm nhé. Cha, anh hai hình như thay đổi thiệt đó cha. Đúng rồi. Người ta có người yêu, người ta có thể thay đổi chứ. Giống như em nè. Mấy người hay quá ha. Nói với cả nhà đi chợ nửa tiếng về. Tiếng rưỡi mới về. Bộ mua hết cái chợ của người ta luôn hả? Mấy người đồ. Mấy người. Thấy ghê. Em ở với anh hai 20 năm rồi đó. Chưa bao giờ thấy anh hai biết suy nghĩ nhiều như ngày hôm nay. Chắc là nhờ. Mà hay cái chuyện mà ở Đoàn Lân nhà mình nè, có bao giờ ông làm tới nơi tới chốn đàng hoàng đâu. Tháng nào cũng được ít tiền, không đi trễ thì quên xô, đủ kiểu trên đời hết. Thôi, mấy đứa không nói xấu về anh hai nữa. Thằng Lân không phải nó dở đâu, chẳng qua là nó chưa bao giờ nghĩ về tương lai hay mưu sinh. Cũng tại cha, cha quá nuông chiều nó. Con nghe nói là hồi lúc nhỏ, lúc mà cha lượm anh hai về nuôi á, lúc đó anh hai bệnh lắm phải không cha? Tụi con biết không, hồi cha mới nhận nó về á, tướng người nó nhỏ xíu à. Gặp cha đàn ông nuôi con dở, nhà mình thiếu thốn. Lúc đó nhỏ sốt cha không đưa đi bệnh viện, tới khi nó co giật á thì cha mới ẵm đi. Rồi anh có sao không chú? Cũng không có ảnh hưởng gì mấy, nhưng mà nó trở nên ốm yếu, cho nên là cha hay ưu tiên cho nó hơn. Hèn chi, hồi nhỏ cho tới lớn, nguyên một đám anh em tụi con lúc nào cũng ganh tị với sự yêu thương của cha dành cho ảnh. Cha đó lúc nào đồ ăn ngon cũng dành cho anh hai ăn, rồi tập nhẹ đúng nhất rồi. Cũng dành cho anh hai. Đúng luôn. Bây giờ thì con mới biết tại sao. Có lẽ cha đã sai rồi. Làm vậy cũng là hại cho nó thôi.
Dạ, anh không sao đâu. Con thấy anh Lân anh thay đổi nhiều lắm rồi đó cha. Chắc là anh muốn tốt hơn thôi. Cha cũng mừng thiệt. Dạ, cha với mọi người ăn cơm đi, mất công cơm canh nguội hết. Con thì không biết rồi đó, nhưng mà con nghĩ cha không cần phải lo đâu. Trời sinh ra cái miệng ổng dẻo đeo à, mà lo gì. Cái thằng đó được cái giỏi cái miệng, cho nên đỡ tay đỡ chân lắm. Theo con thôi, á, ăn cơm đi là anh xin được một công việc ngồi mát để bán hàng á, là nhờ cái miệng của ảnh á. Cũng dám lắm đó nha con. Ăn đi, ăn đi. Ê, 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 bạn tới hả? Ê, bước qua cái nghe. Ê, mày gì? Ê, mày đừng có nói là mày giới thiệu tao vô đây làm thợ hồ nghe. Đúng rồi, đây là cái nghề đang trend đó, đang rất là có nhiều tiền. Mày biết tiền tiền đâu tao chơi đá gà với mày không? Tao làm ở đây một tuần 4-5 triệu mới có tiền chơi đá gà với mày á. Ngon lắm á. Cái thằng làm thợ hồ thì mày cứ nói làm thợ hồ đi, để tao ăn mặc như vậy không hợp với hoàn cảnh gì hết. Tao đã hứa với gia đình tao với Hà là tao sẽ thay đổi cuộc đời. Tao quyết định là tao bỏ, tao không đá gà nữa. Bây giờ tao làm cái gì cũng được, lương thiện là được. Mày nói giỡn hay nói thiệt vậy? Trời ơi, cái thằng này tao nói thiệt. Tao quyết tâm chọn con đường tươi sáng. Tao còn lo cho vợ con nữa. Người đàn ông có gia đình mà. Thấy ghê không? Thấy ghê. Ừ, ghê. Nhưng mà người đàn ông có gia đình, mày có vợ hồi nào? Tào lao có vợ chuyện của tao không báo cho mày biết hả? Hả? Ai vậy? Ai vậy? Ờ, bạn em. Nó tới đây để xin việc làm. Giới thiệu vô đây làm. Dạ đúng rồi anh. Dạ chào anh. Trời ơi, nhìn dáng anh là biết anh làm chú thầu rồi. Nhìn sang ghê vậy đó. Dạ chào anh. Dạ chào chú thầu. Dạ. Bắt tay cái. Dạ. Ủa, mày giới thiệu vô làm sao tao thấy ăn mặc sao mà giống tài tử quá vậy? Anh ơi, anh mày giúp đỡ bạn em cái, thấy nó vậy thôi chứ nó khỏe mạnh lắm á. Dạ, dạ, nó làm anh được nhiều việc lắm á. Anh nhìn em thấy em giống tài tử hả? Ờ, thấy giống diễn viên giống đóng phim hơn á, chứ đi làm hồ mà ăn bận giống tài tử quá à. Mình chơi lạ anh, thần hồ mình nhìn giống tài tử. Chia nhau từng nhịp vui.